Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay thì Nội thất Sơn Đông sẽ bàn giao một bộ bàn ghế kích thước là tay cột 14-6 món với kiểu chạm nghê đỉnh bằng chất liệu là gỗ hương đá cho gia đình của chị Mai Thi ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn chị Thi và gia đình đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với Nội thất Sơn Đông trong suốt thời gian vừa qua. Chúc gia đình của mình thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thành công phát đạt. Quý khách hàng có nhu cầu đặt những bộ bàn ghế như trên màn hình thì cứ liên hệ em qua số điện thoại 0972 636 709. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.